Nhìn ông Tây mến chào con. Thì hôm nay quay lại kênh mà con ơi. Thì em chia sẻ vườn mình đang để trái nha bà con. Đó thì vừa xịt kích được 20 ngày rồi. Đó thì hôm nay quay lại cho con mình coi tham khảo luôn. Tại vì hôm gà em có lên video thì thấy bà con mình cũng khá là quan tâm đó. Nói chung thì em làm vườn nhà thì em có những gì hay hữu ích đó bà con. Thì em chia sẻ đây cho bà con mình coi tham khảo. Tại vì cái mùa này thì đa phần bà con mình làm bông thì em thấy nó không có đạt đó. Tại bà con cũng gọi điện hỏi thăm đó. Thì hôm nay em quay lại chia sẻ cho bà con mình coi luôn. Thì bà con nào mới vô xem kênh đó, thì bà con nhớ đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để em ra những video sau cập nhật tình hình vườn cũng như là chia sẻ những loại phân thuốc đó em đang áp dụng thì bà con mình có thể là tham khảo luôn. Thì mình cùng nhau làm nông bà con ơi. Thì có những gì hay hữu ích thì mình chia sẻ nhau để mình làm vườn cho nó hiệu quả hơn thôi. Em thì dạo gần đây thì em ít có lên video do là công việc của em cũng nhiều bà con, nên bà con cũng thông cảm giúp em. Thì những loại phân thuốc em đã áp dụng thì bà con nào mà có cần thì em cứ kết bạn Zalo hoặc là IP với em thì em sẽ cố gắng chia sẻ ra cho bà con mình thôi. Tại vì lên video của con thì nói chung cũng hạn chế mình chia sẻ để nhiều khi bà con mình hiểu lầm là do em bán phân bán thuốc á. Nhưng mà em thì em không có bán phân bán thuốc nha bà con. Em chỉ làm áp dụng thấy hiệu quả thì em chia sẻ lại cho bà con mình coi tham khảo thôi. Đó thì bà con có kết bạn thì em gửi những cái mẫu bao bì dán nhãn đó để cho bà con mình coi tham khảo, bà con mình có thể là áp dụng làm theo. Đó thì công thức em làm sao thì em chia sẻ để cho bà con mình coi theo vậy thôi. Tại vì em thấy cái mùa này thì bà con mình làm bông thì tương đối thì nó không có đạt. Tại vô cái mùa này thì khó lắm nha bà con. Làm thứ nhất là nó ra bông phướng, thứ hai nữa cái trái thì nó không có được đẹp. Đó thì bà con mình nên lưu ý. Rồi thì hôm nay em có một số chia sẻ để cho bà con mình coi tham khảo thêm thôi. Thì bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì bà con nhớ đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để em ra những video sau cập nhật tình hình vườn cũng như là chia sẻ những loại phân thuốc em đang áp dụng á, thì bà con mình có thể là trao đổi với nhau để mình làm vườn cho nó hiệu quả thôi nha bà con. Rồi mến chào bà con nha, chúc bà con một ngày tốt lành.